Xin chào cả nhà, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà một món cũng khá là hot trend trong mùa dịch ha. Đó chính là món cháo chiên giòn. Thì hiện tại thì mình sẽ cần ít hành ha. Bây giờ mình sẽ ra vườn mình hái một ít hành. Rồi, và đây là một ít hành mới hái nè. Thì hành nói chung là hành cũng là hành trồng nhỏ nhỏ thế này thôi ha. Tại vì hiện tại là mùa dịch đó, đang giãn cách nên là hành lớn rất là khó mua ha. Nên là mình ghim ở trong vườn một ít củ hành đó, để mình lấy cái lá nhỏ nhỏ thế này thôi. Nhưng mà nó thơm lắm nha mọi người. Rồi, và bây giờ mình đã đủ nguyên liệu để thực hiện món cháo chiên giòn rồi ha. Và đây là những nguyên liệu mọi người rất là dễ tìm trong mùa dịch. Hiện tại là mình có cháo bịch ha, cháo gói, cháo ăn liền, hành lá và trứng gà. Thì cháo ăn liền bạn cứ dùng bất cứ loại cháo nào cũng được mà ở nhà mình có sẵn ha. Thì hôm nay mình sẽ dùng khoảng 2 gói cháo, thì tương đương với 2 gói cháo sẽ là 2 trứng gà. Nếu các bạn chiên 5 gói cháo thì mình sẽ dùng 5 cái trứng gà mình trộn vô. Hành lá để cho thơm thôi. Gia vị thì mình sẽ dùng gia vị bên trong gói cháo luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm món cháo chiên giòn ha. Nguyên liệu thì cực kỳ đơn giản, rất là dễ. Lấy gói gia vị ra. Đối với phần dầu này thì mình sẽ nêm dầu vô luôn. Phần dầu này có hành phi rất là thơm. Phần gia vị thì cái bột muối nha, thì nó cũng hơi mặn ha, nên là mình sẽ canh vừa đủ khẩu vị thôi, mình đừng có cho nhiều quá. Ở đây mình cho khoảng nửa gói thôi ha. Ở đây nhà mình còn ớt hành phi ha, mình cho vô cho thơm nè, thêm vô thôi. Rồi mình sẽ cho hành lá. Hành lá mình đã rửa sạch rồi nha, giờ mình sẽ cắt nhuyễn bỏ vô. Này hành trồng nên trồng nó mỏng lét thôi các bạn, như không chỉ vậy. Chủ yếu là lấy mùi thơm. Mà nó thơm lắm nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên. Rồi bây giờ mình sẽ tương đương với lại 2 gói cháo thì mình sẽ cho khoảng 2 quả trứng. Nếu các bạn kỹ hơn thì mình sẽ đập trứng ra cái chén riêng như thế này ha. Nhiều khi trứng bị hư á, thì mình bỏ vô cái mình hư hết luôn. Đó, để chắc ăn ha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên thôi. Bạn thấy phần cháo này nó giống như là bột xù vậy ha. Nên là cũng có thể từ đó mà mọi người mới chế được cái món cháo chiên ngon lành như thế này nha.
sắc đẹp vậy chưa. Các bạn muốn ăn cay ấy, thì các bạn thể cho thêm ớt hoặc là bột ớt ha. Thì các bạn cho thêm bột ớt vô màu nó đẹp lắm. Nó giống như bánh cay của mình hay ăn á. Rồi. Bạn có thể cho thêm tiêu cũng được nữa ha. Nói chung là mình thích gia vị gì mình cho thêm vô. Nhưng mà mình đừng có nêm nước mắm, đừng có nêm nước tương. Tại vì có nước vô nó sẽ bị mềm cái cháo của mình á. Chỉ nêm những gia vị khô thôi, ví dụ như là tiêu hoặc là bột ớt. Thơm ghê mọi người. Đó. Mùa dịch mà có món ăn ngon lành thế này là cũng rất là tuyệt vời rồi ha. Món này các bạn kèm với tương ớt nha. Rồi bây giờ mình sẽ vắt thành từng cái viên tròn thế này ha. Vắt chặt tay một tí để lát mình chiên không có bung ra. Đơn giản như đang giỡn ha, quá dễ. Các bạn cứ canh tùy theo khẩu phần mà mình tăng gia giảm số lượng cháo nha. Nếu mà mình ăn đông á thì mình có thể dùng 5-6 gói cũng được. Mình sẽ vo cho nó chặt một tí ha, để lúc mà mình chiên nó sẽ không có bị tơi ra. Mình có thêm một ít hành phi á nên thơm lắm. Các bạn biết cháo ăn liền bình thường cái mùi cũng rất là thơm rồi ha. Đó, các bạn thấy không, chỉ có nhanh vậy thôi là mình đã xong một phần cháo chiên rồi nè. Rất là dễ làm, rất là tiện. Ta-da, vậy là mình đã xong một cái phần cháo chiên. Và bây giờ bước quan trọng không kém đó chính là bước đem đi chiên ha. Đó, các bạn thấy dễ ghê chưa? Các bạn có thể tạo hình tùy ý ha. Ở đây mình sẽ tạo thành những cái viên tròn thế này cho nó dễ ăn. Rồi bây giờ sẽ đem đi chiên thôi. Let's go. Bây giờ dầu nóng thì mình chiên luôn nha. Mình sẽ dùng chảo không dính, khi mà mình chiên cháo chiên nó sẽ dễ hơn. Thơm quá mọi người ơi. Khi mình chiên mình sẽ canh lửa nha mọi người, để cho nó giòn mà nó không có bị khét. Bạn nhìn giống như chả cá vậy ha. Khi mà cháo chiên của mình nó đã giòn vàng thế này rồi thì mình sẽ cắt ra ha. Chiên món này thì mình canh lửa tránh cho nó đừng có bị khét. Ta-da, xong rồi nè mọi người ơi, rất là đơn giản và rất là nhanh. Thì cái mùi, cái hương của nó đó thì sẽ giống như là mùi chả cá chiên đó các bạn. Giống như những cái món chiên ha. Chưa gì hết là cái mùi rất là hấp dẫn rồi nè. Bây giờ mình sẽ gắp ra dĩa mình trang trí và sau đó mình sẽ ăn thử. Các bạn nghe được cái đồ giòn ha, rất là ngon. Còn bài công hành mình trang trí luôn ha. Mình sẽ ăn kèm với lại tương ớt.
Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Quả thật rất ngon luôn á. Bạn nghe được độ giòn không? Ngon quá. Mình sẽ bẻ đôi cho các bạn xem thử ha. Bây giờ nó là bánh bánh cháo rồi ha. Bây giờ nó thành bánh rồi, rất là ngon. Yummy. Mùa dịch mà có món này ăn là quá ngon rồi các bạn. Và chúc các bạn sẽ thành công với món ăn này nha, cháo chiên giòn. Và đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha, Leo Cooking. Và luôn nhớ giữ sức khỏe cho mùa dịch này mọi người nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe nha.